Hello 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 hello, Tuyền xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh của Kim Tuyền Hàng Nhật Bản nha. Hôm nay Tuyền lên một ít đồ cho cô chú anh chị mình sử dụng ha. Thì cái số nào mà ưng thích hợp với công việc của mình sử dụng thì cứ gọi chốt đơn cho Tuyền ha. Đó, đây tất cả các số nhà mình ha. Hôm nay có mấy hàng cao su giảm chấn rồi đây. Thì trước khi vào video thì hình thức thanh toán á, nếu mà ship COD nhận hàng thanh toán thì cô chú anh chị đi mình thanh toán thêm tiền ship ha. Còn mà giống như là nhiều hàng bú rìu á, hàng mới á, cho nên là hàng hàng mới thì ai mà mua trên 1 triệu thì mới bao ship được ha, chuyển khoản thì mới bao ship được mấy cái hàng nặng. Rồi hôm nay đây cái túi ha, túi túi thì có còn một cái ha. Hôm nay là có một cái duy nhất, một cái thôi, hôm bữa là được mười mấy cái mà không đủ dao đó cho manh chú á. Túi này mà túi Makita, túi này còn sót kho một cái, một cái duy nhất thôi. Cái này hôm bữa là tiện có nó quay rồi nè, mà hôm nay tiện ấy quay lại ha. Đây nè, nó có túi này nó chưa sử dụng luôn nha mấy anh chú nha. Cái kích thước nó dài á, cái này nó nặng 1 ký rưỡi ha, cái túi này nó nặng 1 ký rưỡi nè, nó dài 1,5 m á. Mấy anh chú cân nhắc trước khi mình chốt hàng xem kỹ ha. Đây cái chiều dài á, nó dài qua đây là tới 1,5 m, không biết tự đựng gì luôn á. Này chắc là đựng cần câu hay đựng cần, chắc đựng câu á. Túi chưa xài rất là đẹp, da còn mới luôn đó. Nó đeo nó có hình dạng thứ đó người ta đeo gì nè, 1,5 m có một cái thôi. Ở trong nó có một cái lớp nệm do này, không biết đựng cái gì nữa mà nó dài thối thần đó, nó như vậy nha. Rồi cái túi ha, ai chốt túi thì Makita, ai chốt túi Makita thì 170.000 túi này. Rồi số 1, số 1 ha. Đây mấy cái muỗng nè, bữa muỗng cái video trước muỗng nhỏ nè nè, mấy anh chú hỏi quá trời mấy cái muỗng này nè, muỗng ăn hột vịt lộn ha. Đó, muỗng inox đó, đủ kiểu đủ loại ha, đủ kiểu đủ loại hết. Đó, một một mâm như thế này ha, 100.000. Rồi hổm trên số 11 này, mấy ông hôm qua trời hỏi cái bên thế này, đây nè, mũi nóc ha, lớn nhỏ, nó nhỏ nhỏ không à. Rồi số 1 100.000 một mâm muỗng này. Này đầu bếp thì được 3 mã đầu bếp. Số 2 nè, nĩa nè, cái gấp nè, giá nè ha, giá vợt, rồi một cái khui bia chà bá bự luôn, khui bia khui hộp, nĩa nhỏ nè, 10 cái nĩa nhỏ ha, cái gấp nhỏ nữa nè, muỗng muỗng inox 5 cái ha, có cái muỗng căn gỗ đó, giá này giá vợt nè, cái muỗng to nè, 10 cái muỗng ăn hột vịt lộn nè đó. Rồi số 2 ha, 110.000, nay từng lên được 3 mã chết cha rồi kìa. Bố tài thì chứ này, lên có mấy mã số mà làm như cái này, hai 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 cộng nha mấy anh chú, hai cộng. Số hai cộng đó, trời ơi lên có mấy mã đó mà còn gói loạn tiền đình kiểu này, triệu chứng của đây muỗng cái nóc
bào nè. Đó, nó cũng giống như mấy mã kia vậy á. Nhưng mà cái lô này á, lô này bán bị nó không hàng đẹp, nó mua cái lô này hàng nó không có đẹp nhiều quá, cho nên là tiện tiễn á. Cái nào xài không được, tiễn bỏ hết trơn. Đó, tiễn mấy cái hàng này lên video nè. Phù đi phù vụ phù hợp. Rồi số 2 cộng ha, 110.000 luôn. 110.000 một gỗ luôn. Rồi cái giá vợt. Đây. Cái này nó phù hợp nè ha. Cái mà méo này phù hợp nè. Phù hợp phù bia nè. Gấp nè. Cái này đánh gì gì đó biết nữa. Bầu sợi ha. Giá nhỏ nè. Giá vợt nè. Cái bầu sợi nhuyễn nữa nè. Cái đánh trứng. Cái sạn cái đánh trứng. Đó. Rồi muỗng nó inox thì muỗng lớn muỗng nhỏ giống số lượng bằng nhau luôn. Mỗi thứ 10 cái nè. Cái muỗng lớn là 5 cái ha. Đó, rồi số 3 ha, 110.000. Số 4 vít nè, đó. Cái chú nào mà xài gia đình á, gia đình thì chốt bộ vít này nó nhỏ ha. Nó vít này là vít đều quát nha. Vít đều quát. Không phải vít hàng phải hàng mới hàng chợ nha. Cái này hàng đều quát hàng Mỹ nha, hàng xuất đi. Cái này Mỹ. Đó, mấy chú anh chú mà xài gia đình đó thì ít á thì mình xài mình chốt mã 100.000, còn mà mấy anh thợ á, xài nhiều á thì mình chốt mã 200. Đó. Được quá. Lớn nhỏ ha, lớn nhỏ có đều. Lớn có, nhỏ có trừ có cộng luôn nha. Rồi số 4 ha, 100.000. Rồi số 5. Số 5. Đó cũng vậy, số lượng bằng nhau ha. Y chang nhau vậy đó, đều quát mũi y chang nhau. Rồi số 5 100.000 ha. Rồi số 6 nè. Số 6 đó, anh nào anh chú nào mà làm thợ ha, xài nhiều á. Ha, xài nhiều thì mình chốt mã nhiều ha. Số 5 thì nó ngợi hơn, nó số lớn thì nó ngợi hơn xíu. Đó. Cái này nó thông số của nó có 1 2 3. Nè. Ha. Giúp dẹp, giúp cộng, giúp trừ có. Rồi số 6 200.000. Này ba mã vít ha, ba mã vít ba mã vít 200. Đó. Cũng có cây dài cây ngắn vậy nè. Y chang số lượng bằng nhau luôn của đề quát luôn. Cái này xài trong súng cây cây bắn vít đó nha anh chú nha. Bắn vít đó. Mà đầu này đầu lục giác mình gắn vô cái tay thường mình vẫn dạng bình thường nha. Gia đình đó, không phải là xài bắn vít không. Xài cái đầu tay cầm vịn tay cái đầu cái cán vít ở nhà mà xài cho đầu lục giác á là vẫn xài bình thường. Rồi số 7 200.000 ha. Xong rồi hả? Xong vít rồi hả? Rồi. Rồi bắt đầu em hai xích lên đây, em giới thiệu hôm nay ha. Đây, búa cao su nha. Búa cao su này là cao su của Nhật. Đây, cái này cao su Nhật nha, cao su Nhật nhưng mà tiện ở nhà nha, tiện gia công ở Việt Nam nha. Việt Nam mình tiện á, cao su khói của Nhật. Đó, mấy cái cao su luôn này nè. Cái này tiện thủ công ở nhà nè, chưa có cán nha mấy anh chú nha. Cái búa cao su này nè, búa này nó nặng 4 lạng, búa cao su này á. Phi của nó thì đây, cái này phi 60 ha. Nó cao nè. Nó cao 101. Ồ, độ cao rồi. Đúng rồi. 111, 12. Đó, tiện thủ công ở nhà. Cao su Nhật đàng hoàng, cao su khói á, tiện thủ công ở nhà ha.
Rồi cái cá múa này, nếu mà cái này nó có số lượng nhiều á, mấy anh mấy chú á có thể là đặt theo kích thước nha, em nhận gia công tiện tiện theo kích thước của mấy anh chú luôn. Nó giống như búa này. Búa này là kích thước nó như thầy ha, phi 60 ha, cao 101 vậy ha, là 60.000 ha. Đó, mấy anh chú mà hôm nay em lên mẫu thì chỉ có ít thôi, còn mấy anh chú mà có đặt nhiều á thì em vẫn có tiện theo số lượng mình luôn ha. Đó. Cái này là phi 60, cao 101 là 60.000. À, 60.000 một cái. Quên nó đâu có lỗ nữa. Cái lỗ cán búa. Cán búa này là cán cán tròn, giống như cán búa của em, cán dẹp nha mấy anh mấy chú mà mua. Chắc phải bo cán búa lại mới tra được. Đó, cái lỗ này, cái lỗ của nó là 22 nè. Ha, 22. Mà búa cao su thì nó dễ tra lắm. Rồi. 60.000. Đây. Còn đây là hai cái đầu búa này là nó kích thước bằng nhau nè. Hai cái đầu búa này là phi này là phi 80 á. Rồi, chính xác ha, phi 80. Phi 80 ha. Cái này cao 125. 120 à? Đúng rồi, 125. Cao 125 ha. Phi 80 á, cái này nó nặng 8 lạng. 8 lạng á. Cũng là cao su khối không? Cao su Nhật luôn. Cao su Nhật, Nhật gia công tại Việt Nam. Đó. Kích thước nó như thế này ha. Đó, mấy anh mấy chú mà muốn mua kích thước này ha, phi 80. Cao 125. 120.000 một cái như thế này. Đó. Cái này là tiện gia công. Đó. Cái lỗ cốt cho y chang nhau á. Đúng rồi, 22 luôn. Rồi, mấy anh mấy chú mà muốn mua búa phi 80 thì nói phi 80 ha. Phi 80 phi 50, 60, 80. Phi 100, 120 luôn cũng có nữa. Mấy anh mấy chú cần mà phi bao nhiêu cũng có. Đặt tiền sẽ tiện ha. Rồi. Phi 80, cán búa búa cao su ha, phi 80 là 120.000. Rồi, cái này là khớp nối. Khớp nối tròn nè. Cao su ha, khớp nối cao su ha. Đó. Nói chung là có nhiều người trong nghề thì ta xài mấy cái này. Cái này là 14. 14, 20, 21 hả? 20 ly hả? Cao 20. Rồi, phi 30. Cao 20 mà. Đúng rồi, cao 20. Nói chung là nó tiện á. Tiện ra 1, 2 ly, 2 ly ấy. Nó chạch 1, 2 ly á. Lỗ mấy? 14. Lỗ 14 nè. Cao 20 nè. Phi 30 nè. Đó. Cái này là 5.000 một cái ha. Anh chú nào mua số lượng lớn á, cũng có luôn. Tiện theo số lượng luôn. 5.000 một cái. Cái này phi đó ha. Cái này cũng phi 30 luôn. Cái này cũng cao 20. Rồi cái lỗ này là lỗ 16. 16. Cao su á, lỗ 16 nhưng mà nó không tới 16, nó 15 mà. Để mà cao su nó có cái đàn hồi á. Đó, cái này cũng 5.000 một cái luôn. Khớp nối nha. Khớp nối cao su nè. Số lượng lớn, tiện theo số lượng lớn luôn mấy anh chú nha. Rồi, đây là chân máy giảm chấn. Quên nữa. Đây. Chân máy giảm chấn nè. Chân máy da chống rung á. Đây, để tiền đo cái phi ha. Rồi, cái phi chân máy này là phi 50. Đây, nó cao 30 ha. Nó cao 30 nè. Ốc này là xài giống 8. Ốc này là ốc 8.
cái máy của mình đó mà mình không muốn nó rung á, chạy nó hay rung, nó giật giật á, thì mình tùy theo máy ha, lớn nhỏ ở nhà thì mình sẽ nhìn theo cái kích thước này mình sử dụng ha. Đó, mình chia, mình bắt lên cái máy gì nè, một cái máy có thể là bốn cái chống rung đó, ốc 8, ốc này ốc 8 nè, mấy anh mấy chú có thể là xài được ốc 10 nha. Ốc 10 thì mấy chú gỡ gỡ cái này ra, ở đây nó có bóng, có lỗ âm này ha, âm cho ốc xuống này ha. Cái này mình về mình muốn ấy ốc lớn lên đó thì mình ấy một miếng xà bông á cho nó trơn á, tại vì cao su nó vậy nè, để mình đóng cái con ốc xuống là được rồi, tại vì mình bắt vô cái máy. Cái này là cao su Nhật mà hàng gia công ở Việt Nam hết, tiện nhà luôn, đặng nhận nhận tiện cái hả, số lượng lớn luôn đó, số lượng có số lượng luôn, anh chú đặt theo kích thước của mình cũng có luôn. Rồi cái này phi 50 ha, cái này 15.000, 15.000 một cái. Đây phi 50 đó, mấy anh mấy chú nhớ nha, xem cái kích thước mình mà muốn xài bao nhiêu á. Đây ha, phi 50 cao 30 thì nó giá của nó là 15.000 một cái như thế này đó, 15.000 một cái đó, bốn cái như thế này là chìm cái máy nè. Rồi phi 50 nha, 15.000 một cái như thế này đó, kích thước anh chú muốn xài bao nhiêu thì chốt, thì báo tiền cái phi bao nhiêu ha. Rồi cái phi này là phi 60 nè, phi này là phi 60 ha, cao cũng là 30 luôn, cao 30 luôn, ốc cũng ốc 8 luôn đó. Thì tiền nói rồi, ốc 8 thì giờ cao su thì mấy anh chú có thể nhấn nó vô ốc 10 cũng được nữa, nhưng mà phải pha xà bông á cho nó trơn á đó. Đó cái này là thiện thủ công ở nhà nha. Rồi cái này á nó có một loại rẻ hơn nữa, hiện tại là tiền đang 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 làm ha, đang làm cái rẻ hơn, tức là cao su của nó là cao su bố, cao su mà cao su bánh đặc á, cao su bánh đặc á, chứ không phải còn này là cao su khói nha, này cao su khói, cao su Nhật, cho nên nó giá này đó. Rồi cái phi 60 này á, là 20.000 một cái đó, phi 60 này phải chân máy này ha, 20.000 một cái. Rồi cái phi này nè, phi này phi bằng ghi nè, còn còn phi lớn nữa, cái phi này là phi 80, phi 80 ốc này ốc 10 nha mấy anh chú nha, ốc này ốc 10 đó, phi 80 nè, cao 40 ha, phi 80 cao, nó cao 40 đó, cao bao 40 xăng nè đó, nó chống rung máy nha, cái này là chân máy á. Rồi phi 80 25.000 một cục, phi 80 25.000 một cục như thế này ha, ốc 10 rồi đó. Mấy anh chú là thấy cái chân máy nào á thì mình ưng thì mình chốt ha. Còn đây đây là mấy mấy cái này cũng là lót máy nè, hai tấc vuông ha, cái này dày 15 ly nè, cái này là đó cao su bố nè, cái này cũng lót máy nữa nè, chống chống trơn, chống giống như là dập máy đâu đó, nó lót, nó đỡ cái va dập á, nó va đập với máy á đó. Cái này cao su nè, hai hai tấc vuông ha, đây nè đó ha, hai tấc vuông nè, hai tấc vuông ha, cái này là dày 15 ly đó, cái miếng này là dày 15 ly, một miếng như thế này nè là 40.000 nha mấy anh chú nha, này cao su Nhật luôn á đó, cao su Nhật ha. Mấy anh chú thì hình dung cái miếng lót ở nhà máy của mình nhà nhiều ha, đó nó hai tấc vuông nó ra vậy, nó dày 15 ly ha, 40.000 một miếng, một miếng hay là 40.000 cao su Nhật nha. Rồi bên đây cũng hai tấc vuông, này cũng hai tấc vuông nhưng mà nó dày, độ dày của nó là 10 ly à, đó cái đồ dày nữa nó 10 ly. Dày của nó 10 ly, hai tấc vuông 10 ly ha.
Rồi cái này là 25.000 một miếng. Đó, mấy anh chú xem chốt hàng ha, đơn trên 100.000 mà 100.000 trở lên tiền mới đi đơn nha. Đó, một miếng như thế này 25.000 nha, một miếng như thế này. Hai tắc vuông 10 ly á là 25.000. Đó, lóc máy, giấm trứng. Rồi hôm nay thì đó búa Milwaukee á, Milwaukee bữa nay em có về 4 cây. À hôm bữa búa tạ 4 ký 5 ký 8 hết rồi, hôm nay có ha. Hôm nay mới có về nha. Búa tạ mà hai đầu à. Hai đầu mà 5 5 ký 8 á. Hôm bữa là hết rồi, bữa báo mấy anh chú hết rồi, hôm nay mới về ha. Đây nè, đây là cút chim nha. Cút chim thì 500 ngàn một cây, búa tạ 5 ký 8 cũng 500, 4 ký 8 cũng 500. Rìu ha, rìu hút kỳ thì 550, còn rìu hát là 500 ha. Đó, còn đây nè, Milwaukee nè, búa tạ này 1 ký 7 nè, 4 cây. Rồi cây này 190.000 một cây. Rồi rìu ha, rìu hút kỳ nè, cán sợi thủy tinh nè, cái này chưa thành phẩm nha, nó chưa mài xong đó, nhà máy sản xuất chưa mài xong còn nước sơn luôn. Cái này mấy anh chú về mài lại còn lớp, còn lớp nhiều nữa, cái này dày đó. Cái lưỡi rìu này mài lại rất là đẹp và bén luôn á. Cây này 300.000 một cây ha. Cảo à, cán búa này còn mấy cây dưới đây nè. Cán búa hát đây, cán của hát nha, cán của hát nó mập trừ à, nó ngu ngu à, nó bự ha, cán của hát nó bự hơn mà nó dài 32, dài 3 tấc 2 á. Nhìn cán búa nhìn đẹp ghê. Rồi đèn pin nha, đèn pin hôm nay còn mấy cái đèn pin 50.000 một cái, đèn pin cái sáng lấp lánh luôn. Đó. Nè, sáng chói mắt luôn. Sạc pin luôn, có dây sạc luôn nha mấy anh chú. Cái này nói chung là nói rồi, nói qua nói lại nói hoài có nhiêu đó. Nó cũng không có cái gì nhiều. Đó, rồi xe đẩy cũng còn mấy cái, xe đẩy nha. Đây. Xe đẩy 140.000, cái này là cái mẫu của em là từ từ bữa giờ, cái mẫu xe đẩy còn còn mấy cái thôi, 5 6 cái gì á. Nó nó giống như gì nè, ở nhà mình rồi thùng này thùng gì ta nặng à, nó đó. Đó mấy anh mấy chú mà tải hàng ở nhà đó, tải mấy cái thùng lớn thùng nhỏ mà giống như giờ mình cầm cái này á, thì mình bưng được có 1 thùng, cái mình có cái xe đẩy cái mình đẩy được 3 thùng đó, tiện lợi luôn mà nó rẻ ghê vậy luôn đó nè. Nó có 140.000 cái xe đẩy nha mấy anh chú nha, 140.000 thôi, cái này gấp vô cũng dễ để mình đi luôn, mình đi du lịch nè, đi du lịch mình tải mấy cái nước uống hay là mình tải tùm lum tải đó, cái mình này gì trời đó, cái này kéo lên được 1 mét nha, không thì hạ xuống. Rồi có 140.000 gấp gọn luôn để xe đó, 140.000 cái xe xe đẩy đó. Rồi cái số nào mà mình ưng cái nào thì gọi chốt đơn tiền ha, cho địa chỉ tiền gửi hàng thôi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.